Yên Đức không những là một vùng quê sơn thủy hữu tình có phong cảnh rất đẹp với nhiều huyền thoại thiêng liêng và các di sản văn hóa độc đáo từ thời Lý, Trần, mà còn là bằng chứng hùng hồn cho tinh thần chiến đấu dũng cảm, lòng yêu nước và sự hy sinh anh dũng trong suốt những năm kháng chiến với lợi thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đầu tiên khi đến với Yên Đức, bạn không thể không đến với chùa Cảnh Huống. Nơi đây gắn liền với sự tích vua Trần Nhân Tông chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ hai trên sông Bạch Đằng. Sau khi thắng trận, vua về nghỉ ngơi tại đây. Đến nay, chùa có diện tích là 36.000 m², gồm 3 gian thờ chính, tọa lạc trên khung cảnh núi non hùng vĩ và thu hút khách thập phương đến với tham quan và vãn cảnh nơi đây. Đến với Yên Đức, du khách được trải nghiệm cuộc sống thường ngày của bà con nông dân như trồng rau, xay thóc, giã gạo, úp ngâm bắt cá. Sản vật đặc trưng của Yên Đức là giống lúa nếp cái hoa vàng. Giống lúa này chỉ được trồng vào vụ mùa khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 âm lịch. Khi lúa trổ đồng, phấn hoa có màu vàng chứ không trắng như các loại lúa nếp cái khác, nên được gọi là nếp cái hoa vàng. Khi vào hạt cho hạt thóc tròn, hạt gạo dẻo, nên được dùng thổi sôi, làm cốm, làm các loại bánh trôi, bánh chưng, không thể thiếu vào các dịp lễ Tết. Và ngày hôm nay, tôi và các bạn sẽ cùng tham gia vào việc trải nghiệm làm bánh trôi. Trong một ngày trải nghiệm, tôi tin rằng các bạn và tôi đều cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên, sự thanh bình trên quê hương Yên Đức. Từ đó chúng ta sẽ thêm yêu quê hương của mình hơn. Tôi hy vọng rằng mỗi chúng ta hãy cùng chung tay để gìn giữ, bảo vệ cuộc sống hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn những giá trị văn hóa, ẩm thực và phát huy thế mạnh của địa phương để xây dựng một xã hội phát triển bền vững.